các xương gãy được sửa chữa qua 4 bước. Đầu tiên, sau khi gãy là chảy máu để tạo ra một cục máu ta gọi là hematoma tại chỗ gãy xương. Và cái sự chảy máu này, cái cục máu này nó sẽ tạo ra một cái mạng lưới sợi và các cái tế bào xương ở cái vùng bị gãy sẽ chết. Cái bước thứ hai là các cái tế bào ở lớp nội cốt bào endosteum và ngoại cốt bào bắt đầu phân chia và tụ tập đi vào cái vùng gãy xương. Các cái can xương bắt đầu hình thành để làm vững cái chỗ gãy, gồm có can xương ngoài, gồm bằng sụn và các cái xương bao xung quanh chỗ gãy, và các cái can xương trong phát triển ở bên trong xoang tủy. Bước thứ ba là vai trò của tế bào tạo xương osteoblast là thay thế các cái sụn trung tâm ở cái can xương bên ngoài bằng các cái xương xốp. Rồi từ đó các tế bào tạo xương osteoblast và các cái tế bào xương trưởng thành sẽ remodel, tức là tu bổ cái chỗ xương gãy kéo dài cho đến cả năm để làm giảm các cái can xương. Đây là cái can xương ngoài tạo lành sau khi gãy xương. Ta xem các cái loại gãy xương chính trên phim X-quang. Đầu tiên, một loại gãy ta gọi là pod fracture, nằm ở cái vùng mắt cá. Ở đây là hình cái mắt cá nó bị bể, thì các cái xương, cả hai cái xương cẳng chân đều bị gãy. Một loại thứ hai là gãy comminuted. Ở đây là cái xương đùi, thì các cái mảnh vỡ nó sẽ nằm lẫn lộn ở trong cái vùng bằng thành nhiều cái mảnh. Và đây là kiểu vỡ ngang. Ở đây là cái xương, là xương trụ ở cẳng tay, là cái thân xương nó bị gãy ngang. Đây là kiểu gãy xoắn xảy ra ở cái xương chày, là do cái lực xoắn nó ép ở trên cái thân xương. Và đây là gãy di lệch, gãy di lệch ở cái xương. Ta thấy hai cái đầu nó bị tách rời nhau ra, không còn chồng lên nhau. Và đây là gãy Coles ở cái đầu xa của cái xương quay ở cẳng tay. Kiểu gãy này gọi là kiểu gãy cành tươi, green stick, thường là xảy ra ở trẻ em, là những cái người mà cái xương dài nó chưa có được hóa cốt, tức là chưa được đóng canxi đầy đủ, do đó nó không giòn dễ gãy mà nó lại mềm, do đó tuy gãy xương nhưng mà nó không có lìa nhau ra, gọi là gãy giống như ta bẻ cái cành cây tươi. Và đây là gãy ở cái mỏm xương, epiphyseal fracture. Đây là cái mỏm xương nó bị rời ra khỏi cái phần thân xương. Và đây là gãy ép, gãy nén, thường xảy ra ở các cái đốt sống.